Xiaomi sản xuất thương mại siêu xe điện SU7 Ultra. Khách hàng mua xe phải vượt qua bài kiểm tra để có thể cầm cương mẫu SUV hơn 1.500 mã lực từ Xiaomi. Mới đây, giám đốc điều hành Xiaomi, ông Lei Jun, đã bật đèn xanh cho việc sản xuất thương mại mẫu xe SU7 Ultra chỉ một tháng sau khi bản prototype nguyên mẫu ra mắt. Ultra là phiên bản dành cho đường đua của mẫu xe điện SU7, được trang bị thêm hàng loạt chi tiết tập trung vào việc tối ưu khí động học, như cánh gió sau, tấm khuếch tán gió, bộ chia gió, các tấm cản bên hông xe và lốp xe riêng biệt dành cho việc đua xe. Phiên bản SU7 này được trang bị mô tô mới do Xiaomi sản xuất, có mức công suất 1.527 mã lực. Các chi tiết khí động học trên, cùng các tấm thân xe bằng sợi carbon giúp SU7 Ultra tạo ra lực ép xuống mặt đường 2.145 kg, trong khi trọng lượng chỉ đạt 1.900 kg, là mức đáng chú ý cho một mẫu xe điện. Để so sánh, SU7 Ultra nhẹ hơn khoảng 465 kg so với Porsche Taycan Turbo giao thông và nhẹ hơn khoảng 300 kg so với Tesla Model S-Play. Cung cấp năng lượng cho 3 mô tô điện của SU7 Ultra là bộ pin CATL Kylin 2.0. Xiaomi cho biết SU7 Ultra chỉ cần 1,97 giây để đạt tốc độ 100 km/h, 5,97 giây cho 200 km/h và 15 giây cho 300 km/h. Xiaomi đặt tham vọng đánh bại thời gian hoàn thành vòng đua Nürburgring, Đức trong 7 phút 7,55 giây của Taycan Turbo giao thông. Với sức mạnh tương đương mẫu siêu xe hàng triệu đô la Mỹ Bugatti Chiron, người mua SU7 Ultra phải trải qua các bài kiểm tra để có thể mở hết công suất của mẫu xe này, theo ông Lei cho biết. Công ty chưa công bố chi tiết về nội dung phần kiểm tra. Xiaomi sẽ cho phép đặt hàng phiên bản Ultra vào quý đầu tiên của năm 2025. Hiện chưa có thông tin chi tiết về giá cả, nhưng mức giá sẽ cao hơn bản tiêu chuẩn từ 29.900 đô la Mỹ. Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi SU7 cạnh tranh Tesla Model 3.